Kính chào tất cả mọi người, hiện tại Thành Len đang có mặt tại ấp 6 xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và trước mặt quý vị là ngã tư kết nối từ đường Trần Vĩnh Lộc qua đường Phùng Hưng. Và cái tuyến đường này là sẽ đi qua giáo họ An Viễn. Còn trước mặt quý vị đường chính này là đường kết nối từ đường 60m xuống tới Hưng Lộc. Ở đây thì chúng tôi đang có 18 nền liền kề với diện tích là 5 x 21 sổ riêng phun thổ cư. Thì kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng vào trong để xem cái bất động sản nó có đáng giá trị và đầu tư hay không. Với 36m bám đường và sâu 21m thì bên em đã lên phun thổ cư và tách thành 18 nền. Xung quanh thì dân cư vây kín và có cọc điện chờ sẵn cho mọi người. Từ vị trí đất ra đến đường lớn thì khoảng tầm vài chục mét mà thôi. Vâng, trước mặt quý vị là tuyến đường Trần Vĩnh Lộc và hay còn gọi là tuyến đường An Viễn Hưng Thịnh. Tuyến đường này sẽ mở rộng 32m và kết nối từ đường Bắc Sơn Long Thành đi xuống Hưng Lộc và Dầu Dây. Ở đây thì quý vị có thể thấy là dân cư thì cực kỳ đông này, và chúng ta thấy luôn là giáo họ An Viễn nha mọi người. Đấy thì chúng ta có thể thấy luôn khu nghiệp này, dân cư thì đang kéo về rất là đông nha quý vị. Một vị trí đáng để đầu tư nha mọi người. Vâng, từ cái tuyến đường mà từ ngã ba đi vào đây thì quý vị đã thấy là tôi đi chỉ có một đoạn thôi, khoảng tầm 35m. Và ở đây thì chúng ta có vị trí đất ở đây. Một cái rào đất từ cái vị trí nhà đó kéo dọc theo hết cái con đường này. Và chia ra 18 lô với cái diện tích là mỗi lô sẽ là 5m nhân cho 20m thổ riêng thổ cư. Đấy, thì quý vị có thể thấy là từ cái vị trí đất này nhìn ra khu công nghiệp thì nó là giáp danh luôn, và đứng tại trước đất thì chúng ta sẽ thấy luôn khu công nghiệp nha mọi người. Đấy, ở đây thì cái con đường mà chính đi vào đây đó chính là con đường An Viễn Hưng Thịnh, con đường được kết nối từ đường Bắc Sơn Long Thành, đường 60m đấy ạ. Kết nối từ quốc lộ 1A đi đâm thẳng xuống Sơn Long Thành, và tuyến đường An Viễn Hưng Thịnh sẽ đấu nối từ vòng xoay 60m đổ xuống tới Hưng Lộc. Và sau này quý vị ở vị trí này đi ngã tư Dầu Dây này, rồi là mình có thể đi sân bay Long Thành này, hay là đặc biệt một cái là chúng ta đi Biên Hòa cũng rất là tuyệt vời, rất là gần. Đấy, một vị trí thì chúng ta nhìn qua flycam thì chúng ta sẽ biết được đến cái xã An Viễn là cái ngã tư Gia Vĩnh. Trước mặt quý vị là ngã tư Gia Vĩnh và đang chạy ngược vào cái vị trí lô đất thì chỉ rơi vào khoảng tầm 6 đến 700 mét mà thôi. Và chắc chắn rồi, ở đây thì dân cư hiện hữu. Và ở đây thì tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết là ở cuối đường của chúng ta, ở vị trí cuối đường này thì chúng ta sẽ có những cái dãy phòng trọ và đã được ở kín rồi. Đặc biệt một điều là ở xã An Viễn cái nhu cầu ở phòng trọ rất là nhiều, nhưng cái phòng trọ thì không đủ nhiều để đáp ứng được cái lượng cầu. Đấy, cái lượng cung thì không đáp ứng được lượng cầu, cho nên là chỉ cần có phòng trọ trống ở An Viễn thì chắc chắn là có người thuê ngay. Và ở đây thì chúng tôi đang có 18 nền. Nếu quý vị xây phòng trọ hay là xây nhà lên cho thuê hay xây nhà lên bán thì đó là những cái phương án đầu tư tuyệt vời trong bất động sản mà cái vị trí này mang lại cho quý vị, từ cái mức độ thanh khoản hay là về đầu tư lâu dài đều đáp ứng được. Ở xung quanh thì chúng ta có dân cư hiện hữu, như trên flycam thì mọi người đang thấy là vị trí này thì xung quanh dân cư rất là đông, và đặc biệt là những cái tuyến đường thì nó thông, chỉ trong vòng 1 km thôi thì chúng ta có đầy đủ tất cả các cái tiện nghi, từ trường học đến chợ đến tất cả các khu vui chơi trẻ em hay là giải trí, cà phê, tất cả mọi thứ đã đầy đủ ở khu vực này rồi. Và trước đất thì đã có đường điện này, chúng ta có đường điện đi sẵn quý vị. Đấy, sẽ là mỗi nhà một cái sổ điện riêng của nhà nước. Đấy, là quý vị cứ yên tâm, cứ có sổ đất, sổ đỏ thì quý vị xây nhà là cứ ra làm hồ sơ bên điện lực của huyện thì người ta sẽ giải quyết hồ sơ cho quý vị trong vòng 3 ngày mà thôi. Đấy, và nếu mà quý vị còn có cái e ngại về pháp lý thì bên em bao check cho quý vị tại Sở Tài nguyên, cũng như là cái sổ sách pháp lý thì chắc chắn đến cái giai đoạn nào bọn em sẽ báo ra đến đó, báo cái tốc độ đến đó. Còn đây là sổ, tôi nói trước là sổ chờ, và quý vị sẽ mua và cam đoan là trước cái tháng 3 thì sẽ có sổ nha mọi người. Đấy, tháng 3 âm lịch thì chắc chắn là có sổ giao tận tay cho quý vị. Và giá thì hiện tại bây giờ giá khởi điểm là 1.1 tỷ. Quý vị có thể gặp làm việc, nếu quý vị mua nhiều hơn thì cứ gặp làm việc trực tiếp với chủ đầu tư. Và tôi xin
kết thúc video này tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe video của tôi. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Vâng, trên màn hình là sơ đồ phân lô tách thửa của dự án 18 nền này. Tất cả các pháp lý thì đã đầy đủ và hoàn thiện hết rồi. Chỉ chờ tên của chủ nhân đề lên trên sổ để chúng ta tiến hành ra sổ nữa mà thôi. Qua cái video thì quý vị đã thấy được cái tiềm năng phát triển và cái vị trí của lô đất này rồi. Thì nếu quý vị nào có nhu cầu đầu tư hay giới thiệu cho bạn bè thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại em sẽ để phần ở miêu tả hoặc để trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian của mọi người xem video này. Và kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Mong rằng quý vị sẽ sở hữu cho mình được cái lô đất đầu năm để chúng ta có được một cái sự khởi đầu thuận lợi, cũng như là đầu tư vào cái giai đoạn này là cái thời điểm vàng để chúng ta mua vào bất động sản. Kính chúc tất cả mọi người sức khỏe và chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.